Trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình thay đổi cái ảnh đại diện trong cái hồ sơ đăng ký VDID của mình nha. Thì để đổi ảnh đại diện thì chúng ta làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta vào trình duyệt web. Đầu tiên chúng ta vào trình duyệt web. Rồi. Rồi chúng ta sẽ gõ địa chỉ là dịch vụ công dịch vụ công.bảohiểmxãhoi.gov.vn. Đây nó có sẵn nè. Rồi. Gõ địa chỉ này vô dịch vụ công.bảohiểmxãhoi.gov.vn. Rồi đây nó có sẵn, mình chọn vào. Như đây mình sẽ nhấp vào nút đăng nhập. Nút đăng nhập. Rồi. Chọn cái user mình đăng nhập vô, user cái tài khoản mình đã đăng ký VDID á, đăng nhập vô. Rồi mình đánh cái mã kiểm tra dưới đây. MK9B. Xong nhấn nút đăng nhập. Rồi. Sau khi đăng nhập xong mình chọn vào đây. Đó. Chọn vào. Mình chọn cái dòng đầu tiên. Chọn dòng đầu tiên này, nhấp chọn cái dòng đầu tiên, account information. Account information nó là thông tin tài khoản. Đây trong này nó hiện lên cái ảnh đại diện với cái ảnh chứng minh mặt trước mặt sau với thông tin hồ sơ đăng ký VDID của mình. Rồi anh chị em muốn đổi ảnh đại diện thì anh chị em nhấp vào cái hình ảnh đại diện. Ở đây nếu mình có hình sẵn trong máy thì mình chọn vào tệp nè. Chọn qua hình ảnh nè. Bộ sưu tập. Đây. Ví dụ tôi muốn đổi hình này thì tôi chọn hình này. Xong. Ở đây mình có thể chỉnh sửa. Kéo ra kéo vô bự nhỏ tùy theo ý mình chỉnh sao mình cảm thấy giữa khung hình thì thôi. Xong rồi mình nhấn nút xác nhận. Nhấn nút xác nhận. Rồi, vậy là chúng ta đã nhấn nút xác nhận xong thì sẽ đổi qua cái hình mới. Rồi mình nhấn nút ghi nhận. Sau khi ghi nhận xong thì sẽ có một cái thông báo là vui lòng đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc trung tâm để quá trình điều tra. Chọn xong thì sẽ có một tin nhắn như thế này, thì đợi cơ quan bảo hiểm xã hội duyệt nữa là mình sẽ đổi mật khẩu, đổi cái hình đại diện thành công.